Ôi các bạn ơi, đây là cái ly mà nước mà mình pha bằng bột mầm đậu đen đó các bạn nè. Đó, cái màu nó rất là hấp dẫn luôn các bạn, nó rất là thơm nha mọi người. Uống mình có thể mình để đường, để đá thêm vô tùy thích nha. Hay là mình để nước nóng, mình không có để gì thêm hết trơn á. Rồi, và bạn nào mà muốn uống nước mầm đậu đen như thế này nè, để hỗ trợ điều trị tóc bạc sớm hay là nhức mỏi xương khớp đó, thì hãy cùng mình bắt tay vào làm cái dung dịch này ha, làm cái ly này nha. Mình uống giống như là uống ngũ cốc gì đó các bạn, rất là ngon mọi người. Rồi, mời các bạn cùng mình làm món này nha. Hôm nay mình sẽ làm giá đỗ đen trong cái rổ, cái thau này luôn nè các bạn, cái thau rổ nè mọi người. Đó, dưới đây là mình để cái thau để cho nó che bớt, nó không có bị xanh đó. Mình dùng cái khăn, cái miếng lót sơ sinh nè các bạn. Miếng lót này mình đã sử dụng rồi, bây giờ mình sử dụng lại nha mọi người, cho nên nó đen. Đó, giờ mình trải ra và mình để, tại cái này nó không có chảy nước nữa các bạn. Cái miếng này nè, nó không có chảy nước. Ở dưới đây cái thau mình đựng nước mình đem lên đổ đi được nè, tại vì nó không có chảy nước. Mình để nè. Rồi đậu này thì mình đã ngâm rồi nè các bạn, mình ngâm rồi, bây giờ mình đổ nước ra coi. Ngâm qua một khoảng 4 tiếng rồi bạn. Nói chung là tùy theo đậu mà nó khô hay là nó ướt á, cho nên là các bạn ngâm lâu hay là mau, mà các bạn ngâm thấy cái hộp đậu nó no tròn như thế này là được rồi, không cần ngâm quá lâu hay gì. Lâu quá thì nó nở ra, dễ bị hư cái mầm đó các bạn. Đó, hoặc là có thể ngâm nó lúc năm là được rồi. Giờ mình trải ra đây, trải ra. Mình trải đều nó ra nè các bạn. Mình để trong đây nó có hơi nước nước đó, cho nên là bây giờ mình trải ra như thế này thì nó sẽ được rồi. Đó, rồi chúng ta lấy nắp đậy lại, để 3 ngày sau thì dở ra chúng ta có giá ăn đó mọi người. Đó, lúc trước mình làm ở trong tro, bây giờ mình làm ở ngoài cái miếng lót này coi như thế nào ha. Đây, đó mình đậy lại và mình để vào chỗ mát, chỗ tối trong nhà mọi người. Đây cho mầm đậu đen của mình nè, hôm nay là ngày qua một ngày rồi nè các bạn. Vì nó là đậu đen cho nên nó ra nước màu đen, cái khăn mình đen xì luôn rồi nè mọi người. Đó, mà cái hạt nó là đậu đen xanh lòng nha các bạn. Đó, cho nên cái hạt nó hơi xanh xanh đó mọi người. Qua một ngày nó như thế này nè các bạn. Là cái này á, nó giữ nước nè, cho nên là mình cũng không tưới nước luôn. Những cái loại này mình đều không tưới nước hết. Đó, nhìn thấy nó lên đều, nó xíu luôn rồi mọi người. Nó lên đều lắm các bạn. Đó, rồi bây giờ mình đậy tiếp lại thôi, lấy nắp đậy lại. Giá đậu đen của mình này là ngày thứ hai nè các bạn. Mà mình uống mầm đậu thì như thế này nè, là chúng ta đem đi sao vàng và chúng ta xay ra là uống được rồi. Cái mầm đậu được ngày thứ ba rồi nè các bạn, nó dài như thế này nè. Mình lấy ra để mà mình làm bột mầm đậu đen đó các bạn, để mình uống giống như uống ngũ cốc vậy đó, thì hỗ trợ cho điều trị tóc bạc sớm. Những người nào mà bị tóc bạc sớm chúng ta uống cái mầm này thì nó cũng giúp cho giảm tóc bạc nhiều lắm các bạn. Bản thân mình cũng hay sử dụng cái này nè, nó được như thế này nè các bạn. Thì qua ngày thứ ba thì chúng ta lấy ra và chúng ta rửa, và mình loại bỏ những cái hạt hư đi và loại bỏ những cái vỏ nó đi các bạn ha. Mình làm, mình lấy cái mầm ở trong này thôi, mình để cho nó khô và mình đem đi phơi khô cũng được các bạn. Giờ mình đem cái này mình đi phơi khô nè, mình phơi khô lại rồi, hoặc là mình có thể phơi khô hoặc là có thể sao vàng các bạn, gan đó các bạn. Thì nhiều người nói sao, có nhiều người nói gan đó, thì mình đem mình gan cho nó vàng rồi mình xay ra. Đó, bây giờ mình đem cái này đi phơi. Sau khi mà mình đã phơi nó ráo như thế này nè các bạn, nó không còn nước nữa nè. Giờ mình để vào chảo mình gan thôi đây nè các bạn, mình sao cho nó vàng lên và với cái lửa vừa thôi ha. Mình làm cái lửa lớn thì nó sẽ không có
hiệu quả nữa, nó sẽ bị mất chất đó các bạn. Mình chỉ để lửa riu riu thôi, mình xào cho nó vàng lên, mình xào cho nó vàng đó các bạn. Mình rang cho nó đều tay ha, rồi mình để ra lửa riu riu thôi. Cái này mình làm cái này cũng hơi bị lâu đó mọi người, nhưng mà mình làm lửa nhỏ như vậy cho nó an toàn. Nếu mà mình để lửa lớn quá thì nó sẽ bị cháy và nó mất chất các bạn. Sau khi mình rang một hồi nó sẽ quéo ra như vậy nè mọi người, nó cái hạt nó sẽ nhỏ lại và cái mầm thì nó quéo ra, nó khô ra luôn. Mình để cho nó thiệt khô luôn nha các bạn. Đó, mình để lửa riu riu thôi. Mình làm cái này cũng hơi bị lâu đó mọi người, nhưng mà một hộp như vậy á, thì mình uống mình mua thì nó tới 300-400 ngàn nè. Còn giờ mình làm ở nhà như vậy thì nó đỡ tốn hơn nè các bạn, mà nó chắc ăn hơn, mình làm nó an toàn hơn. Không biết là người ta để cho mình là đậu đen hay là để cái gì mình cũng chẳng biết trong đó. Mua về thì uống thì mình thấy nó không có yên tâm ha, mình làm như vậy thì nó an toàn hơn các bạn. Mà các bạn nhớ là mình để lửa riu riu thôi nha, để lửa lớn quá thì nó sẽ mất chất hết. Còn bạn nào ở nhà có lò nướng, lò sấy thì mình để cho mình sấy dễ dàng, nhanh hơn các bạn. Rồi, mình vào gan cho nó vàng như thế này nè các bạn. Đó, nó vàng như vậy là được rồi nè. Mình thấy cái hạt nó vàng lên như vậy, nó cũng giòn rồi nè các bạn. Giờ mình bóp nó mình thử, mình biết nó giòn á thì mình tắt bếp được rồi. Và mình tắt bếp, mình để cho nó nguội lại ha. Mình tắt bếp thì nó sẽ giòn lên các bạn. Rồi, tắt bếp ha, để cho nó nguội lại rồi mình tiếp tục. Rồi nè các bạn, để nó khô lại như thế này nè, mình bóp nghe gậu gậu luôn nè các bạn. Đó, thấy không? Đó, bây giờ mình bỏ vào cối, cái cối xay tiêu đó các bạn, mình bỏ vào mình xay thôi. Rồi, sau khi mình đã quay xong nó như vậy nè các bạn. Ồ, nó thơm, rất là thơm luôn mọi người ơi. Đó, bây giờ mình để vào cái ly. Các bạn làm nhiều thì để vào cái keo bảo quản ha. Mình làm cái này một lần uống, mình làm hết luôn. Chúng ta có thể để đường, để đá vô uống rất là ngon các bạn. Đây là nước sôi mình lấy sẵn nè. Có một ly mầm đậu thưởng thức ngay thôi. Mầm đậu đen cũng rất là tốt mọi người. Mình để đường để đá vào đây nữa thì nó rất là ngon luôn. Thơm quá các bạn ơi, thơm phun phức luôn á, thơm mùi đậu nè. Đây, uống rất là ngon luôn. Mình ở nhà mình thường làm như thế này nè các bạn. Tóc trước tóc mình bạc nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì nó đã bớt rồi các bạn. Rồi, video chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại nhé, bye bye. Rồi các bạn ơi, đây là cái ly mà nước mà mình pha bằng bột mầm đậu đen đó các bạn nè. Đó, cái màu nó rất là hấp dẫn luôn các bạn, nó rất là thơm luôn mọi người. Uống mình có thể mình để đường để đá thêm vô tùy thích nha, hay là mình để nước nóng, mình không có để gì thêm hết trơn á. Rồi, và bạn nào mà muốn uống nước mầm đậu đen như thế này nè để hỗ trợ điều trị tóc bạc sớm hay là nhức mỏi xương khớp á, thì hãy cùng mình bắt tay vào làm cái dung dịch này ha, làm cái ly này nha. Mình uống giống như là uống ngũ cốc vậy đó các bạn, rất là ngon mọi người. Rồi, mời các bạn cùng mình làm món này nha. Đây, video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà mình làm giá đổ đen đó mọi người, để ngăn ngừa tóc bạc sớm nè, và cung cấp chất sắt cho những người mà bị thiếu sắt á. Nếu mà chúng ta không có thiếu sắt thì chúng ta ăn đổ đen rất là tốt, đặc biệt là đổ đen xanh lòng đó các bạn. Thì mình làm giá thì nó như thế nào và cái cách mình làm ra sao thì mời các bạn, các cô chú anh chị và các em nhỏ xem video tiếp theo xem cho vui nhé.
Và video này thì mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại.